bạn, đây trên tay tôi đang là bộ khuôn in trên giỏ công nghiệp. Khuôn in trên giỏ nhựa đựng trái cây, hoa quả, đây là giỏ đựng chuối. Khổ này là khổ 7,5x6. Đây cũng là khuôn nhựa. Để in được cái trên cái giỏ nhựa thì các bạn có thể xem những cái video tôi đã đăng trước đây. In trên giỏ nhựa thì cần có dao gạt và một bộ chuyên môn. Tôi sẽ thực hiện video hướng dẫn các bạn. Xong.